Chính phủ của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy ngày 22 tháng 9 cho hay sẽ đưa ra đề nghị theo đó khiến người ngoại quốc sống ở Mỹ khó xin được vào quy chế thường trú có thẻ xanh nếu họ đã từng nhận các trợ giúp như là trợ cấp thực phẩm, food aid, nhà ở public housing hay là Medicaid. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Bộ Nội An vừa đưa ra đề nghị theo đó sẽ chỉ thị cho các giới chức di trú phải xét kỹ những người đã từng được hưởng các quyền lợi do tiền dân đóng thuế tài trợ, dù là hợp pháp, để là xem họ có thành gánh nặng cho xã hội, nếu được quy chế thường trú nhân hay là không. Luật di trú của Mỹ từ lâu nay vẫn đòi hỏi giới hữu trách loại bỏ những người bị coi là gánh nặng của xã hội khi họ xin thẻ xanh. Tuy nhiên, từ hai thập niên qua, văn bản hướng dẫn định nghĩa thế nào là gánh nặng chỉ nhấn mạnh là cá nhân đó đa phần trông cậy vào chính phủ để sống còn, qua việc cho tiền trực tiếp hay là có các chăm sóc y tế bằng tiền của chính phủ. Đề nghị của chính phủ Trump là sự thay đổi hẳn so với các hướng dẫn hiện nay. Vốn được đưa ra từ năm 1999 và những đặc biệt cấm không cho giới hữu trách xét tới việc nhận các trợ cấp hay là trợ giúp không phải là tiền mặt để quyết định là một cá nhân có thể được di cư sang Mỹ hay là được ở lại Mỹ hay không. Các đề nghị thay đổi do chính phủ hiện nay đưa ra sẽ chỉ áp dụng cho những người xin visa hay xin thẻ xanh, không ảnh hưởng tới những người xin nhập tịch. Bộ trưởng Nội an bà Kirsten Nielsen nói rằng, theo các luật liên bang đó đã có từ lâu, những người muốn tới Mỹ phải chứng minh được rằng là họ có thể tự túc về mặt tài chính. Bà Nielsen nói thêm rằng là đề nghị mới đưa ra sẽ thi hành một đạo luật do Quốc hội thông qua nhằm mục đích khuyến khích người di dân có sự tự túc và bảo vệ nguồn tài nguyên chỉ có giới hạn bằng cách bảo đảm rằng những người này không trở thành gánh nặng cho người trả thuế ở Mỹ. Những người đấu tranh cho quyền lợi người di dân nói rằng luật mới sẽ khiến cho người di dân không dám dùng các trợ cấp về y tế hay là thực phẩm mà họ hay là con cái của họ được hưởng một cách hợp pháp. Theo ghi nhận, hiện có khá nhiều trường hợp tiền neo gốc Việt bị khách quyệt tiền sau khi sử dụng dịch vụ. Thường thì sẽ được người làm neo cho qua vì số tiền cũng không đáng là bao, nhưng vẫn có một số trường hợp làm căng gây ẩu đả giữa hai bên. Tuy nhiên, hiện nay bà con làm neo có cách ứng phó mới mà hiệu quả ngay tức khắc và có tính lan rộng cao. Đó chính là khóa cửa nhốt họ lại và kêu cảnh sát. Nghề làm móng tay móng chân không dễ như người ta tưởng. Nhiều vụ đối đầu đã xảy ra giữa thợ neo và khách được làm neo. Sau đây là một số trường hợp được ghi nhận trên trang Nature chuyên về tin người Á Đông mà hầu hết là tại Bắc Mỹ. Sự việc xảy ra với một tiệm làm móng tay của người Việt. Các nhân viên buộc lòng phải khóa cửa trước cửa tiệm lại để ngăn chặn một nhóm khách hàng không hài lòng với dịch vụ và muốn rời khỏi tiệm mà không chịu trả tiền. Không biết đây có phải là mánh lới của nhóm này hay không, bởi vì có nhiều trường hợp nhiều khi gây chuyện và đổ lỗi cho thợ neo hay chủ tiệm neo để kiếm cớ không phải trả tiền làm móng. Trong một video được đăng trên mạng bởi Sunny Randy, một người dùng Facebook cho thấy một phụ nữ và bạn của cô đã tìm cách rời khỏi tiệm neo ở Rampton, Ontario thuộc Canada mà không trả tiền. Phần âm thanh của video đã ghi lại lời mắng của khách bị giam dành cho các thợ neo gốc Việt. Tụi mày là đồ, cần phải học cách điều hành một cơ sở kinh doanh. Không ai trả tiền cho tụi ngốc nghếch này. Một người trong nhóm phụ nữ nói và sau đó la lên, thật là tức cười, thật là tức cười. Một người khách hàng tìm cách kéo cửa mở ra, nhưng một nhân viên tiệm neo đã từ bên ngoài giữ cho cửa đóng lại. Một nhân viên khác liên lạc được với cảnh sát và những người phụ nữ này bị còng tay sau đó, theo video cho thấy. Một vụ tương tự cũng xảy ra tại một tiệm neo
ở Gilbert, British Columbia Canada. Tại đó, một phụ nữ bị khóa cửa lại không cho ra khỏi tiệm, cho tới khi cảnh sát đến. Người khách đó được làm móng tay với giá là 76 đô la Mỹ, nhưng không hài lòng và đề nghị trả một nửa số tiền. Vụ này cũng được thâu hình. Hai video được thâu ở Canada sau một loạt sự việc xảy ra ở trong tiệm nail trong mấy tháng qua. Trước đó, đầu tháng 8, một tiệm nail ở New York bị chỉ trích sau khi một video lan truyền trên mạng chiếu cảnh các nhân viên của tiệm đánh đập mấy khách hàng bằng cây chổi và gáy hút rác. Vào hồi tháng 6 năm 2018, một phụ nữ bị bắt cách mấy ngày sau khi phá hoại một tiệm làm móng ở tiểu bang Missouri. Và một khách khác ở Florida đã bị máy camera thâu hình đang sổ ra những câu kỳ thị chủng tộc chửi một người thợ nail. Ngồi trên xe xích lô lòng vòng xem phong cảnh trên quãng đường chưa tới 6 km ở Huế, cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ kêu rằng đã bị chặt chém lên tới 1,5 triệu đồng, tức là 65 đô la Mỹ. Ông Tony Nguyễn và bà Helena Phan Nguyễn là Việt kiều Mỹ đã đến sở du lịch của thành phố Huế khiếu nại vì bị một người chạy xe xích lô ép phải trả số tiền là 1,5 triệu đồng cho một cuộc du ngoạn tại khu vực thành phố nội Huế vào ngày 31 tháng 5 trước đó. Theo lời kể lại, khi vợ chồng ông đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học thì được một người đạp xích lô ngỏ lời chở tham quan cầu Trường Tiền. Các con đường trong kinh thành Huế và cả hai đã đồng ý. Họ ngồi lên một xe và được người xích lô chở đến kinh thành Huế theo trục Lê Duẩn sang Lê Hôn, Đặng Thái Thân, Đinh Tiên Hoàng và qua cầu Trường Tiền để trở lại khách sạn. Với hành trình chưa đến 6 km, thời gian đúng 1 tiếng đồng hồ, nhưng người đạp xích lô đã yêu cầu hai du khách trả là 1,5 triệu đồng. Một tờ báo trong nước nói rằng do không thống nhất giá khi lên xe, hai du khách đành trả 1,5 triệu đồng, trong khi giá thông thường chỉ là có 200.000 đồng. Vào ngày 1 tháng 6, họ phản ánh việc bị ép giá lên sở du lịch Thừa Thiên Huế. Một độc giả khác bình luận vụ việc trên là đưa ra một số kinh nghiệm chẳng lấy gì tốt đẹp khi đến Huế để mà du lịch. Chính những hành vi như thế này làm cho Huế chẳng bao giờ phát triển nổi, và khách đến Huế thì thường chỉ một lần và không bao giờ quay trở lại. Thật là đáng buồn. Độc giả tên là Nguyễn Bảo Khanh chia sẻ như thế. Người ta ăn tô bún 25.000 đồng, tôi gọi tô bún giống vậy hết 45.000 đồng. Lý do là anh không phải là người ở đây. Độc giả tên Duy Vân viết như vậy. Còn độc giả có bút hiệu Bố Sóc Chuột viết rằng tôi đã từng đến Huế và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Và hồi tuần trước, một quán ăn ở bãi biển Đồ Sơn cũng thuộc Hải Phòng, theo thông tin từ tờ báo trong nước đã chia sẻ rằng chủ quán ở đây tính tiền ghế ngồi vào hóa đơn và đòi khách hàng thanh toán sau bữa ăn hải sản gây xôn xao trên mạng xã hội. Đây là những vấn đề du lịch ở trong nước. Vẫn là kiểu chặt chém và khiến cho đời sống du lịch cũng như là sự đón khách của những ai có ý làm ăn lâu dài sẽ càng khó khăn hơn. Ông Nguyễn Thái Hòa, Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang phối hợp với các cơ quan khác truy tìm người tài xế xích lô có hành vi chặt chém theo phản ánh của hai vị khách du lịch. Trước đó, Thanh tra Sở Du lịch nhận được phản ánh của vợ chồng anh Tony Nguyễn và chị Helena Phan Nguyễn là một Việt kiều Mỹ về việc họ bị người lái xích lô chặt chém. Theo trình bày của hai vị khách, vào tối ngày 31 tháng 5, vợ chồng họ đang ở khách sạn trên đường Bến Nghé thuộc thành phố Huế, thì nhiều tài xế đến mời hai người đi tham quan Huế vào ban đêm bằng xích lô. Vợ chồng anh Tony Nguyễn đã chọn một xe có tài xế là người thân hình nhỏ, mặt ngăm đen để đi. Tài xế đưa vợ chồng vị khách đến chụp ảnh ở khu Văn Lâu, đưa đi ăn uống trà và ăn trà cung đình tại đường Lê Huân rồi quay lại qua cầu Trường Tiền.
về khách sạn. Tổng thời gian sử dụng xe xích lô theo trình bày của hai vị khách là đúng 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi bắt đầu lúc 20:30 và kết thúc lúc 21:30. Tuy nhiên, lúc trả tiền xe thì người tài xế đòi 1,5 triệu đồng. Chúng tôi không đồng ý vì chỉ có 1 tiếng thôi, nhưng người này bảo là nếu là khách Tây thì giá tiền phải là 150 đô. Người này nói là 1,5 triệu đồng là rẻ rồi. Chúng tôi không thương lượng giá trước với họ vì rất tin tưởng nên buộc phải trả số tiền mà người này yêu cầu. Anh Tony Nguyễn trình bày khi làm việc với thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo vợ chồng anh Tony Nguyễn, số tiền bị chặt chém không lớn nên không có nhu cầu lấy lại, nhưng họ cảm thấy bức xúc, mong muốn ngành du lịch Thừa Thiên Huế chấn chỉnh lại việc này. Hai vị khách cũng dành lời khen về các thắng cảnh tại Huế và mong muốn ngành du lịch ở đây trở thành niềm tự hào của Việt Nam. Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi phản ánh sự việc với cơ quan chức năng, vợ chồng anh Tony Nguyễn đã rời thành phố Huế để đi thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên, Sở đang tích cực điều tra, truy tìm người tài xế xích lô. Các vị khách đã có cung cấp một số hình ảnh về người này nên chúng tôi sẽ tìm ra và có biện pháp xử lý. Sau khi có kết quả xử lý, chúng tôi sẽ thông báo lại cho vợ chồng hai vị khách qua điện thoại. Hiện là hai vị khách này vẫn còn lưu trú tại Việt Nam, đến ngày 8 tháng 6 mới trở về Mỹ. Ông Hòa nói như vậy. Ông Hòa cũng cho hay là thông qua sự việc, ngành du lịch cũng gửi lời cảm ơn đến hai du khách đã phản ánh thông tin, để qua đó giúp cho các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh những hoạt động kinh doanh du lịch, làm xấu đi hình ảnh du lịch của Huế. Nghe chị chồng nói là mới mua nhà ở tiểu bang Georgia, 5 phòng ngủ, 3 phòng khách. Thật đẹp, thật lớn mà chỉ có 150.000 USD cũng hay lắm. Nhưng mà nghĩ đến thời tiết ở đó so với California, nhất là vùng Little Sài Gòn này, thì vợ chồng thả ở đây trong nhà mobile home, thấy vẫn thích hơn chứ không muốn dọn đi đâu. Chị Hồng Nguyễn chia sẻ, chị là một cư dân đang sống tại thành phố Garden Grove. Nói một cách ngắn gọn về lý do vì sao gia đình chị là quyết định bám trụ lại khu Little Sài Gòn. Theo thống kê của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, do chi phí nhà ở quá cao, hàng trăm ngàn người có mức lương thấp và trung bình ở tiểu bang California phải rời bỏ nơi này để sang các tiểu bang khác mua nhà sinh sống. Tuy nhiên, với phần đông người dân gốc Việt đã bén rễ vùng nắng ấm Cali, nhất là khu vực quận Cam, thì dù thu nhập chỉ ở mức trung bình thấp, họ vẫn bằng cách này hay cách khác xoay sở, cần kiệm để mua cho được một căn nhà làm nơi định cư lâu dài. An cư lạc nghiệp là quan niệm từ lâu của người dân Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng, rất khác so với người bản xứ nơi đây. Ông Quốc Nguyễn 61 tuổi sang Mỹ năm 2008, hiện đang làm công tại một công ty ở Little Sài Gòn với mức lương chưa đến 20.000 USD một năm, nhưng cũng đã mua được một ngôi nhà ở thuộc thành phố Garden Grove với giá là 370.000 USD vào cuối năm 2012. Gia đình tôi sang Mỹ năm 2008, lúc đầu cũng thuê chung cư để ở với giá là 1.150 USD một tháng. Nhưng mỗi ngày cứ nghe radio ra rả là mua nhà trả tiền rẻ hơn mua nhà, nên khi thu nhập của hai vợ chồng cộng lại được hơn 40.000 một năm là tụi tôi quyết định phải mua nhà. Có an cư mới lạc nghiệp được. Có cái nhà rồi thì cứ vậy mà làm tới. Ông Quốc nói một cách hài lòng như vậy. Cũng trong tinh thần phải tìm cách an cư trước khi tính chuyện làm ăn đường dài, ông Phước Ngô cũng là cư dân Garden Grove đã dốc sức mua nhà chỉ sau 3 năm định cư ở Mỹ. Theo ông, thu nhập của cả hai vợ chồng ông từ khi sang Mỹ năm 2006 đến nay gần như là không thay đổi nhiều, tức là chỉ vào khoảng là 46.000 đến 47.000 USD trên một năm. Năm 2009 tôi mua nhà, cả hai vợ chồng cùng đứng tên chứ không cần nhờ ai đứng bảo trợ hết. Nhà mua lúc đó có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, giá là 275.000 USD. Mỗi tháng tôi trả tiền nhà luôn thuế là 1.400 USD. Ông Phước, người đang làm công việc dàn trang cho một nhà in trong vùng Little Sài Gòn chia sẻ như vậy. Không đủ điều kiện để mua nhà như ông Phước hay ông Quốc, chị Hồng Nguyễn chọn cách mua nhà tiền chế mobile home sau nhiều năm thuê nhà chung cư để ở. Tôi cũng mê mua được một căn nhà lắm chứ,
nhưng mà thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng không đủ điều kiện để ngân hàng cho vay tiền mua nhà, nên chọn mua mobile home ở ngay đây chứ không hề có ý định sang tiểu bang khác mua nhà lớn với giá rẻ hơn nhiều. Chị Hồng nói về lựa chọn của mình. Dù ở mobile home nhưng người phụ nữ đang làm việc thu ngân tại một ngôi chợ Việt Nam ở Fountain Valley với mức lương tối thiểu theo quy định của tiểu bang California là 9 đồng một giờ, cũng tỏ ra là khá mãn nguyện với quyết định bám trụ ở California của mình. Quả thật, việc mua nhà được một ngôi nhà ở Cali, nhất là quanh khu Little Sài Gòn hay các vùng phụ cận, là một niềm tự hào ngấm ngầm của người dân gốc Việt tại Hoa Kỳ. Bởi không một ai có thể phủ nhận được sự tiện nghi, dễ dàng, thuận lợi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống ngay tại Little Sài Gòn. Người ta yêu Little Sài Gòn không chỉ bởi khí hậu tuyệt vời mà thiên nhiên ưu đãi cho tiểu bang vàng này, mà còn vì chợ búa, ẩm thực, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, cho đến những nhu cầu thiết yếu như trường học, bệnh viện, văn phòng bác sĩ, ngân hàng v.v. thì không đâu có thể so sánh bằng. Ông Lộc Nguyễn, một chuyên viên địa ốc ở Little Sài Gòn nhầm tính. Một gia đình có thu nhập chừng hơn 40.000 đến 50.000 USD một năm và mắc nợ ngân hàng chừng vài ngàn đổ lại vẫn có khả năng mua nhà có giá từ 400 đến 500.000 USD với điều kiện là có tiền trả trước 20% và thu nhập còn lại khoảng là 2.000 USD mỗi tháng sau khi trừ hết các chi phí để trả tiền nhà. Thu nhập thấp, mua được nhà ở Little Sài Gòn là do khéo xoay sở. Một phân tích mới gần đây dựa trên các dữ kiện của cơ quan thống kê dân số cho thấy là có gần 3/4 những người rời khỏi tiểu bang California kể từ năm 2007 đến nay là giới kiếm được ít hơn 50.000 USD mỗi năm. Các chuyên gia cho rằng thị trường địa ốc ngày càng cao giá ở California là một nguyên nhân chính đưa đến chiều hướng này. Trong khoảng 50 thị trường địa ốc đắt giá nhất trên nước Mỹ thì một nửa đã nằm ở California, và 9 trong 10 nơi có giá nhà cao nhất nước Mỹ cũng thuộc về California. Theo trang định giá nhà cửa Zillow.com, giá nhà trung bình tại các thành phố xung quanh Little Sài Gòn như Westminster là 527.200 USD, Garden Grove là 457.600 USD, Santa Ana là 410.500 USD, Anaheim là 468.100 USD, Fountain Valley là 665.300 USD, Huntington Beach là 68.370 USD. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của ông Lộc thì lý do nhiều người ở Cali nghèo quá, không đủ tiền mua nhà nên bỏ đi nơi khác không đúng 100% với người Việt. Người Việt mình mua nhà không chỉ là mua một cái chỗ để ở, mà là quan trọng hơn là có một tài sản thật sự. Khi làm chủ một real estate ở California đắt đỏ, một căn nhà California có thể nhỏ, có thể xấu hơn ở nhiều tiểu bang khác, nhưng mà nó thực sự là tài sản của người dân ở một nơi có nhiều tiềm năng như thế này, ông Lộc giải thích như vậy. Trong tinh thần đó, cùng với sự cần kiệm sống đơn giản đến mức tối đa theo kiểu khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nên nhiều người Việt có thu nhập ở mức trung bình vẫn có thể mạnh dạn mua nhà ngay tại Little Sài Gòn. Ông Quốc cho biết là mỗi tháng ông trả tiền nhà khoảng là 1.300 USD, thu nhập của hai vợ chồng tôi chưa trừ thuế là khoảng là 4.000 USD trên một tháng. Sau khi trả tiền nhà và thanh toán tất cả các khoản chi phí cần thiết cho đời sống ở mức tối thiểu thì còn dư lại khoảng chừng 200 USD thôi. Đó là do hai đứa con tôi đi học đại học, tôi không phải đóng tiền, mà tụi nó cũng kiếm được việc làm thêm nên không đụng đến một đồng nào của ba mẹ hết thì mới chi phí được như thế, ông chiết tính như vậy. Với ông Phước thì tiền nhà trả hàng tháng là 1.400 USD luôn thuế, tiền lương tôi vô hết để trả tiền nhà, chỉ còn lại một đầu lương của bà xã mà thôi. Đó là một gánh nặng chứ chẳng chơi. Nhưng may là tôi sửa lại nhà để xe thành một phòng cho thuê, để mỗi tháng có thêm vài trăm nên nhẹ bớt phần nào. Nếu không cho thuê thì với thu nhập chừng là 47.000 USD mỗi năm thì chi phí cũng sẽ đủ thôi, nhưng mà rất là chật vật. Ông nhìn nhận như vậy. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng nhiều người gốc Việt thu nhập thấp mà vẫn mua được nhà là do họ có sẵn được khoản tiền để trả trước cho căn nhà muốn mua. Đó là tiền bán nhà từ Việt Nam mang sang, chứ ở đây đi làm lương như vậy thì làm sao có tiền để dành đến mấy chục ngàn. Ông Phước, ông Toàn và chị Hồng đều có chung nguồn gốc tiền để down mua nhà như thế. Ông Phước phân tích, thu nhập của nguyên gia đình tôi dưới 50.000 USD vẫn có thể mua được nhà là do tôi có sẵn tiền down. Chứ nếu chỉ qua đây với hai bàn tay trắng đi làm với mức lương đó thì làm sao có thể dư đủ để trả tiền down mà mua nhà, đó là vấn đề.
Do đó được trả tiền là 50.000 USD từ Việt Nam mang sang, nên chỉ sau 3 năm đến Mỹ, ông Phúc đã mua được nhà 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm với giá là 275.000 USD, trả trước 55.000 USD. Để bây giờ ông cảm thấy quyết định mua nhà là đúng, nhất là khi cho thuê được thì thấy thoải mái hơn, tiền cho thuê có thể tiêu vặt được, không còn bị áp lực chật vật phải chi ly tính toán sao cho đủ tiền bill, tiền nhà mỗi tháng. Chị Hồng Nguyễn thì dù có sẵn tiền để trả trước 20% khi mua nhà khoảng là 400.000 USD, nhưng do thu nhập hiện tại của vợ chồng chị quá thấp, không đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, nên chị dùng tiền đó mua nhà trả hết một căn mobile home. Lúc thuê nhà chung cư có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, không có nơi giặt sấy gì hết mà đã phải trả là 1.500 USD mỗi tháng. Giờ căn nhà mobile home này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng rãi, đậu xe thoải mái mà chỉ phải trả chừng là 920 USD trên 1 tháng. Chi phí thấp hơn, thấy đời sống thoải mái hơn, chị chia sẻ như vậy. Ông Quốc cũng cho rằng hài lòng lắm khi mua được nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở Westminster và trả mỗi tháng là 1.300 USD thay vì trước đó ở nhà thuê là phải trả 1.150 USD. Giờ nghe nhà nhiều tiểu bang rẻ hơn, nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bán nhà đi nơi khác vì khí hậu. Đời sống ở đây quá tốt, còn đi đâu nữa? Ở ngay cộng đồng đông người Việt như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa bây giờ? Ông Quốc cười sảng khoái và nói như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.